Người ơi, vừa tới đây thì gặp bạn thương đi, duyên tình thương ngỡ ngộ. Hỏi em đi mơ về, người ơi, ra ngõ gặp được anh đây, một lá thiên ly ngô, hai là trời xây đất văn, chắc khác trang quê trốn nơi mơ, xin tương giai ngỡ tình để sau em chào mời. Cô Lệ đây rồi, mình chủ nghi nghi. Nè các ơi, anh em bày túi với mấy chân ướt chân ráo vô đến đây, còn là cảnh là người cầu phó bảng bày túi đây là con quan phủ triều ở ngoài chờ vói á. Con quan phủ triều lại ở ngoài chờ vói. Người ơi, chứ trừ rằng sự bất trạch lần, cớ mân răng mà có quan phủ triều lại ở ngoài chờ vói. Giữa mi em ơi, mà vì gương thổ vương dân, cho nên quan phủ triều mới ở gần chờ voi. Các o này, chờ voi có tiếng lâu rồi, thiếu chi người gần gũi, thiếu chi người vào ra. Chắc là em chưa tỏ đó mà, chứ cứ mỗi tháng chín phiên nơ chờ thì hỏi em sai là gần. Cứ mỗi tháng chín phiên chờ, hỏi các ó xa hay là gần, xa hay là gần. Đồn chàng là một văn nhân, ba năm sinh nhờ một tháng nhuân là vì sao. Thiên thời độ số cũng vừa, vì chứng đỏ thiểu đẩy thưa hằn này ra, vì chứng đỏ thiểu đấy thưa hân này ra. Họ nghe tin em hát vì tài tình, hỏi em con cá rô mấy vậy mà cá kinh mấy xương. Cậu phụ bạn của tôi vì hay chứ cả gõ nè, hỏi con cá rô có mấy vậy, con cờ kinh có mấy xương, rồi các ó vị mà ráng à mô. Để đó, đến nửa nghe cho rõ nè. Chứ anh về đêm mà trưa nương, chứ đêm người chờ tình thì em cũng biết xương con cá kinh. Người ơi, đã đến đây thì hỏi thật sài đó, cái hỏi ni su hay càn
đã ai dầm mò chị chưa? Hỏi là hỏi kì hỏi ní xú hay là càn, đã ai dầm ai mò chị chưa? Sông Ngân Hà thủy khẩu chưa khai, đó thánh tân chưa đứng bên, đã ngó được ai mà dầm mơ. Đò thánh tân chưa đứng bên, đã ngó được ai mà dầm cái chả mò. Cậu ơi, tệ ra là ở nhận nhà ta trước cổng cho. Trước cổng cho là rắn à mô? Là trước có chồng chứ rắn nửa. Cầu tê tiếp đi cầu. Để đó chú cầu. Giữa mẹ mới, bấy lâu ni đứng đỏ em trong, em ham chi sao hờ mọc, đêm đông mà làm gì? Là chi duyên phần đàn ba nữa cầu? Rồi duyên phần đàn ba thì mà ra ngầm hôn, chứ lấy trong kẻ trượt người sau, phải chi trong rau với chi ở đâu? Mãi trong máu thì được ngỡ nhiều, phải chi trong rau với chi ở đâu? Mãi trong máu thì được nhiều. Em ơi, hết tuần trăng thì tối hoa trái tình theo mùa, em về lửa kén ươm thơ xuân xanh chi đó nữa mà đời chờ chi đó nữa. Trăng ơi, chứ phận là con thì phải vâng lời mẹ. Sống sâu quá nỗi mà chuyện đó đây còn xa, chứ nếu đó đây mà cứ quá xa, chứ xin hỏi chẳng có ở thứ có phải người bao hiếu cho những mái thiên địa xây vân sủ lại vân ra mùa. Mình em như tấm lụa đem ra dừa, đình trung khách mua bán cũng đông, nó có ai đáng giá, nó có người đáng giá. Trái trong làng chưa xa thiếu chi kẻ đấm danh đôi giữa huyền, khi anh nói nên thi nó có nơi có nó nên chi em mới phải tìm đi chốn rừng xanh bề thầm, chốn rừng vàng bề thầm. Thôi thôi thiệp ta ơn cha, cả núi về sông vinh, chim ngược ngàn kiếm đôi. Một chiếc ghé lui năm bảy chiếc nèo răng, cho tôi nhớ tâm mơ đợi bạn, rằng bạn lấy dũng răng đợi ai. Khoan 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 khoan, cầu tôi nhớ tâm đời mừ
răng mừ lại dùng răng đời ai. Lai ơi, thiếu chi hoa lì hoa lai, chân răng anh lại ơi ơi. Em nói chi thì nói chứ. Hoa đến thì hoa nở, chờ đến vừa thì chờ đâu, gái mô rối cùng có chồng. Em đừng lo đó lỡ chuyện, kẹo bần lòng vì anh đây. Phần đàn bà con gái như hoa trài đến thì, câu không nhịp mà cùng đi, sống không đó cùng lùi. Nhớ thăm cây rồi mình ngó cùi, nhớ nghĩa với nhớ tính. Cậu phó bàng thật là người sáng, vượt muốn nèo dăm đang. Về đàn du tìm bàn, mà về đất này ở tìm bàn. Người ơi, chờ anh nói với em như sơn cùng thủy cần. Mà em nói với anh như nguyệt khuyết sao bóng. Chỉ đôi ta như dòng lượn trong trăng, dầu có xa nhau đi chăng nữa, vẫn khăng khăng đời chờ. Trong một tỷ đô ơi, dòng sông Lam vừa trong vừa mát, ngọn gió Nam Lào cuốn cát bụi mù bay. Chưa yêu nghề miễn nghiệp đến đây, tôi trai là tìm mơ về. Từ đằng xa tôi tưởng là anh bộ đội, đình đưa đò vội lội qua sông. Giữa trưa hè trời ơi bức nắng nung, chứ con trai là muốn qua sông phải lùi ở đó. Chú trai làng thường cũng đi bộ đội, ơi bác lại đó đừng bắt lội qua sông. Chứ qua sông thì phải lùi đò, đò sang đây một đoàn. Tôi nò tiếng chi mô ơi bạc lại đò. Chứ nể lòng nọ tiếng chi công, hỏi con trai làng thường đỉnh qua sông kiềm gì.
Chào bác. Bác à? À, chào ô. Này ô, tôi là bộ đội phục viên về quê xây dựng. Thấy làng xóm nó rồi, nhưng mặt bền mặt đẹp thì chưa. Nghe tin làng bên có nghề dệt lụa quay tơ, tôi định sang lấy nghề về cho bà con phát triển. Thực lòng là thế. Ô làm ơn cho tôi qua sông một tí để lấy nghề đi. Qua sông một tí để lấy nghề đi à? Nghe nói thật là chi có ông nọ bà kia đôi sang lấy về đi, thì qua sông mình sang được, muốn qua đó mình sang được. Ôi chết kìa, ô là tôi đang mơ ước nếu bên nợ thực lòng trước là được, việc chung sau đời tư kết hợp mà để đời mình kết hợp. Trước là được việc chung, sau đời tư kết hợp, nhưng quê anh làm nghề chi mà đòi làm thêm nghề trồng dâu nuôi tằm dệt lùa? Chẳng giấu gì ô, làng thường quê tôi năm hai trồng lúa, cày cấy xong rồi người ngồi đó việc không. Giờ quê tôi muốn kết hợp công nông, mà duy nhất thì có nghề dấu tằm bến nở. À mà hỏi thật ô, ó là người bên nghi hay là người bên nở? Chẳng giấu gì anh, tôi là người khi thì ở bên nghi khi bên nở, nhưng đêm đêm tôi lại về bên nở mà nọ có ở bên nghi. Nọ hay con trai làng thường hỏi để mần chi? Nghĩa là tôi muốn hỏi ô đã có chồng chưa? Có rồi. Trời ơi, có rồi à? À mà chưa có. Sao chưa có? Chưa có rồi. Có rồi, chưa có, lại chưa có rồi. Nghĩa là sao? Lắt lẽo thật. Nghĩa là anh cứ trả lời đi. Không thì... Không thì sao? Không thì cởi áo ra. Ôi, cởi áo ra ta làm tín hả ô? Cởi áo ra mà lội qua sông, chứ trời nắng ra gì, ai đứng đấy mà đợi? Cha là trời. Người ơi, trách người con gái sự tâm tư, tình tình thì ở tròn, mà ước mơ tôi đang tìm đó. Thôi ta xuống đò đi ô. Ấy chết, anh đã đoán được cây chi mô mà đòi xuống đò sang bến. Thì ô là cô gái chèo đò, nên khi thì ở bên đi, khi ô về bên nợ, nhưng đêm đêm ô lại về bên nợ mà nó có ở bên đi. Ô tức thì là gái chưa chồng, tôi đoán thế có đúng không ô? Vâng, thì cũng cho là tàng đúng, nhưng trời nắng ra ri, dòng sông thì rồng, gió nam lào lồng lồng nhặt mái chèo qua. Nếu anh đoán được điều thứ ba thì tôi thì em mời anh xuống đò, em đưa sang bến. Vâng, trời nắng ra ri, dòng sông thì rồng, tôi bồi hồi xúc động muốn nhặt mái chèo qua, nên câu thứ ba này ó đổ dễ dễ một chút thôi, kẻo một đời tôi hối tiếc. Vâng, dễ thôi, dễ với những người thông minh kiểu cách, khó với những người ngốc nghếch đùa mập mắm son. Ngốc nghếch đùa mập mắm son. Thì ra người con gái như ô mà không kiếm được câu chi êm ải hơn một chút hả ô? Vâng, miễn là anh cứ trả lời cho đúng. Trời ơi,
cha tôi từng thắng Pháp, tôi đã từng thắng Mỹ, thắng Tàu. Chả lẽ được một người con gái làm dâu mà tôi phải bỏ tay xin chịu? Thôi thì ó đổ đi. Cả hai ở nghề lụa với lụa, thịt ở chế ăn nó và mặc ở đẹp, ngon cơm rồi mặc ở đẹp. Thì ra con trai làng thường quả thật thông minh, mời anh xuống đò em đưa sang bến. Giờ thì tôi không còn quá sống lùi bến mà làm chi nữa. Sao vậy anh? Người ơi, chứ quá sống thì phải lụy ở đó. Tuổi trời thì phải lụy ó bạn ở dâu. Tôi mến nghe núi tăm dệt lụa trồng dâu, thì dù tám tử sống tôi cùng ở lồi, ngủ lục thật bản đeo tôi cùng qua. Người ơi, tâm nó dâu thì tâm nhà với người hẹn sẽ tớ con đó bên nước sông lắm, gái lang dâu trai lang thương nhật tâm ta hẹn thề. Vâng, em đã hứa thì em chuyển trăm năm hò hẹn, sao lại đứng dựa ngã ba đàng? Để em về còn thước với mẹ cha, bè bạn họ hàng, mời anh xuống đò sáng bến để xóm làng biết tên. Vâng, em đã hứa thì mong em giữ tròn, kể từ nay ta kết hợp hai nghề. Để đến đêm vòng câu vi ân tình, trái trục lụa gái quay tơ uốn lượn trong đêm dài, nghe câu hát đò đưa ra về ta như câu thế. Người về sau nàng tình quê con đò bên đời đưa hè đến hẹn lại lên, ra về ta như câu thế, ra về ta như câu thế. Phải đi này quan nơi hơi ho khoan, ở nơi thì bữa cạn, nơi thì cay sâu này quan.
cô đi đường ấy với ai, mà trông bóng thì bóng ngờ heo đồng khoai khoai ở hà. Cô lên tạt nước với ta, trông bóng thì bóng ngờ tốt, mà trông ca thì ca sai. Hỏi anh tạt nước rau xong, một giây ba cao cùng. Hỏi nhọc lòng ấy trong. Lại ơi, chứ gâu sông ba cọc một giây, mà gâu dài anh ở đời có người kẹo chúng đó. Chứ gâu dài anh tạt đã quên, ruộng chưa cấy gặt, ai làm cùng với em. Gâu sông anh tạt đã quên, con em cấy gặt để nên đôi đường. Lại ơi, chứ đồn rằng bên nở hạt hay, chứ bên đi xin số tay được không đó, có số tay được không? Có số tay được không? Được. Đến đây cho thiệp hỏi chàng, cây chi hai cội mà nửa vàng nửa Lại ơi, chứ nàng hỏi thì anh kể cho nhanh, chứ câu ông hai côi mà nửa xanh nửa vàng đó. Nửa xanh nửa vàng đấy cả cô à. Các anh đừng có mà bày quá nhá.
không độ được thì thôi. Đồn rằng con gái nơi đây chưa khéo điều ăn nói cây cay giỏi giang. Em về thưa mẹ thưa ba cho anh tạt nước đi qua ruộng mình. Anh tạt với nha. Lai ơi, chứ khen cho mưu trí ai bay, ruộng thuộc biển thì anh bỏ, mà anh lại muốn đi cay ruộng hoang đó. Ruộng nhà thì bỏ, lại muốn thích cây ruộng người ta. Lại thích cây ruộng hoáng đi. Lại ơi, chứ nói ra chẳng sợ ai cười, chứ có ăn no vạc nặng thì cuộc đời mới xuân đâu. Cuộc đời mới xuân đâu. Ăn no vạc nặng thì cuộc đời mới xuân đó cả ô. Chứ than với người đào ngài, xiếc với bàn bàn nghe không nước tơi, thiếu chè không cơm phía thiếu gạo, đói cơm phía thiếu gạo, không cơm thì tạm chào, không nước ta mà chè tâm chữ đông tịch, đồng tâm xin bạn đừng ái ngại, bạn đừng ta chỗ mà rủ rí thì nhiều, hương khê xưa vốn đất nghèo, quanh năm vượt nơ núi treo đeo kiếm mơ ăn đó. Lại ơi, chỉ cầu khô với hồ theo, anh muốn mân quen với bạn, mà bạn chế nghèo thì thôi, chế nghèo thì thôi. Chứ sóng to thuyền này chở sang, tiệc nguyên thiên giúp chàng một phen, giúp chàng một phen. Anh muốn là bạn ở từ để làm bạn với con nào giống chim sinh chim đông lại đẻ ra trong. Cô
giáo chúng ngọt vui cay đắng. Người ơi, cha anh nói với em như sơn cùng thủy tân. Em nói với anh chi mà giận mà xa xôi xích lại cho gần. Ngài nhân nhân ngài xin đừng xa. Anh em ơi, nghỉ chút đã. Anh em ơi, nghỉ đã anh em ơi. Tôi nhỏ quá, ngài nhỏ gành củi to. Chưa rồi, tao về chị em ơi. Tao về. Nghỉ đã. Tao về đi. Về thôi. Nóng đi, tao ngồi tao nghỉ tí đó đi. Lên đi. Ngồi nghỉ tí đã. Chị đâu? Đó. Mà mày ói cái cắt cỏ biết đi. Mô. Đó. Ôi. Để tôi. Chớ mấy ó phương cỏ đó ơi. Các ó bít cò đã về, chiếc cỏ xanh non tọt nơ đọt. Hỏi có nàng nê chi lắm không na. Hỏi có nàng nê chi lắm không na. Đồng thì giống mà xuống đồng thì lai, chứ thương ai thì em mơ nói, chứ đừng có thở dài mà anh thương đó. Đừng có thở dài mà anh thương đó. Chứ mấy anh phương cùi đói chi rửa chứ cỏ non tọt nơ đọt cùng nắng, chỉ thương con nghệ đang re máu cỏ. Dù có rủ đồng dọc lái cùng nọ thở dài, chỉ vì em thương anh vương máu cùi thôi là không khéo chảy mũi cỏ ngay đâu. Không khéo chảy mũi cỏ ngay đâu. Chảy mũi đi chứ. Đổi đi. Anh sao đổi lại thôi. Chứ mấy ó phương cỏ đó ơi. Chứ đừng chịu tạc ó bên cỏ đã về. Chứ đừng chỗ cỏ xanh mà khóe non tọt nở đọt, không để cho tú nghẻ ăn rồi vang vọt cả nương. Chứ cùi anh là đường than hương, khi mô em sinh ngờ nở, anh lương cho vài thùng than nha. Anh lương cho vài thùng than về mà hơ nha.
nghệ đâu có loài nghệ coi thì không chứ nghệ bùi cũng... anh là đường tàn nông. Anh về kiếm mấy tháng ngày cửu rồi mang bù đai sang đây em cho ít nợ nạc. Về rồi mà hớ lưng kẹo rủ đồng không có cùi cũng phải treo mà đau lưng đó. Cũng phải treo mà đau lưng đó. Chờ chữ ngược mân răng rủ đồng không có cùi anh cũng phải treo. Muốn có người xóa lưng bọc mơ răng lại khỏi treo thêm mơ. Có cả búa đài, cỏ xanh cũng nhớ thì đồng dốc đồng lai lo sợ chi. Đồng dốc đồng lai lo sợ chi. Cỏ xanh tỏ đòn xanh non cho chú nhà ăn cái ruộng nhà mới ngoan. Sợ rồi chuông cỏ non đi cây ruộng ơ là thì có ngon cũng ơ thưa. Đi cây ruộng là thì cỏ non cũng thưa đó. Ơi là bạn tình ơi, cỏ em anh ngắm cùng xanh nhưng sợ cỏ lung cỏ lạc. Cỏ lạc mà chứ. Cỏ tranh cỏ gừng khéo rồi hư đất cỏ chưng thành cỏ hoang cỏ lạc. Anh biết dùng cỏ mô. Anh biết dùng cỏ mô na. Hỡi là anh ơi, chứ quỷ anh cùng thằng cùng to. Đúng rồi. Nhưng sợ quỷ tràn che rè thì nguy to cái ở đời. Nguy to cái đời đó. Em ơi, chứ quỷ anh đây trăm trường nàng vai. Trăm trường nàng vai chứ. Bài bài dẻ lon nọ cần chỉ lim chua sến nỡ tàu than đường lửa hồng em nậu em hơ chứ cơm ngon canh ngọt em chờ than hồng lửa đường ta về cùng nhau. Cùi anh đây than đường lửa hồng ngọn cháy đều du ngày hạ nắng thiếu du đêm đông giá lành. Ngọn lửa hồng lấp lánh thêm ấm cành xung vây cơm dèo nồng bàn tay cánh ngọn say tinh nghĩa thêm đồng tình đồng nghĩa. Cỏ em non tọt đòn ruộng em tốt bơi bơi trâu cây khỏe. Anh ơi nhớ cỏ non cỏ tốt lúa vụ hoa nặng hột quái làm đồ hàn đeo bu bỉ lại thêm cơm tranh đều chịu quá.
kết lại hai phương phương có năng tình thương phương quỷ xiêm sớm tối cái chuông sai cây giỏi gái thế chèn cây tai hết mùa cùi riêng hai về cây cây đông vụ cũng cây cây, cây. Đại khẽ chẹt cây giỏi có hay Thuông sai khẽ chẹt cầm tay cho đất hương liền hương đại thắm say nghĩa tình là gió đây nơi mô đậm cả
để anh quăng mẹ trai đó. Anh quăng mẹ trai đó. Người ơi, quê anh biển rộng sóng mơ dài, thiếu chi đó mà cả mà lại phải trái trốn. Cho anh mong kết nghĩa hiền hòa, cho mong đường đi lại để một nhà chó liên. Đồn rằng lang thình lắm cả nhiều tôm, cho mong em thành tâm chi dần. Gái làm nóng đỏ biệt sống nhiều cả, trái lang hà rằng biết mà mấy cơn. Đã đến đây ta hò hạt làm quen để nóng nên nở một chỗ ngọn đen sáng. Tay anh bưng đòi ruộng, anh cứ tưởng đòi cánh chứ ngồi vắt một mùi chanh chứ. Anh tưởng là mùi bưởi mà cứ tưởng là mùi bưởi. Uống chai ra ta nhời, uống lại để đi con, cho tiếng bìa bẹt tròn, cho lông ngựa bên rề mà thường hạ nông ngư nên một ngọn đèn sáng chung. Hay, hay quá các o nà. Cho đồn đây có gái hạt nở tai, để ta đổi địch một vai trong cánh. Cho dầu thua các anh đang nghe đây. Đến đây hỏi khách tường hà phu, kiếm chi một ngã cảnh mà bảy phu được non đó. Dễ quá đấy các o ơi, các ngõ hỏi đúng người đúng chỗ thế đó. Chờ người ơi, tương phùng nhắn với tương tri, cho thuyền buồm một nơ cánh mà bay đi khắp mơ. Hỏi bàn nhà nông chưa một trăm mẫu ruộng, thì mấy công cày ở bừa đó. Mấy công cày bừa cả con à? Một trăm mẫu ruộng
giật giật là đang làm mơ gì? Là đang làm gì cả cái? Làm gì? Họ nói tên nhấp dưới giật là đang làm gì? À, bay quá đấy cả có. Bây giờ anh đã thua chưa? Này, thua đang được mà thua. Càng ngó nghe này. Ơ, chưa thập thò bên bờ hồ ao. Trên nhấp dưới giật là đang câu cá trâu đó. Câu cá trâu đó. Người ơi, nghe trang đọc sách Kinh Thi, cho con cả năm người ở cổ là cá chi rửa trang. Cả năm dưới cỏ chỉ có trạch với lươn, em mà đỡ mơ đó thì hẳn trươn hẳn vỗ đó, trươn hẳn vỗ đó. Được các anh nghe đấy nè. Chứ con chi mà ngáp tạp được quá đấy cả có ơi, cả có nghe đây nè. Chứ con chó thì ngạp tạp được ruồi, con mèo khỏe nhất dài đuôi ai ở băng, con ngựa thì cua cò băng, mà con thỏ thì thạch đồ kiểu căng với rùa. Đã thua chứ cả ngô. Thua là thua răng được. Bây giờ các anh đố, còn em trả lời. Nếu không đáp được thì bọn này mới chịu thua. Dựa thế cả ngô nghe đấy này. Cho cả chi có vụ nuôi con, chứ cả chi cứ mãi mà béo tròn xưa nay, chứ cả chi mà lại biết bay, chứ cả chi một nơ lửa một mấy như nhau. Có vụ nuôi con, cá mập thì cứ béo tròn như dưa, cá chim được nó biết bay, cá mẹ một vờ lửa một bay như nhau. Giỏi quá đấy cả con ơi. Đúng thật, con gái làng Thình làm nông, khéo ăn, khéo nói, làm nước lòng nam nhí đó cả con à. Chim trên trời rồi mi mây ở loài cả dưới, được rồi mi mây ở con tình như, đuổi rồi mi như non chạc sắt, cột rồi mi cũng ở món chạc thiệp, cột rồi mi cũng ở món ta lên. Đây rồi mẹ tìm mơ bàn buông lại trái tim bàn.
chờ đến đây cần tùy xa ngư chờ hỏi hỏi thăm cả ở đà vào lừ ai ở chưa là vào lừ ai chưa vào lừ ai chưa người ơi chứ con cả đời nặng đời mưa trời chưa phong mơ vụ thì cả chưa vào lừ đâu chứ bây giờ mi ướm hỏi người ngoan chờ em về thưa thầy mẹ anh muốn sáng chơi ở nhà đó người ơi ngóng lên trời thấy con chim chiên á chiên cho mình lại gặp mình nha cho nên nghĩa tròn tình xa gần ta đổi lại gái nên trai lo gì không có vợ gái nên gái chẳng chờ để chồng khúc hát sao duyên ta sẽ ngồi nỡ không chờ kiệt bàn nương phung vui quả là nông nhân ngài bạn tình ơi một lời thề không duyên thì nữa chứ hai lời thề không vợ thì chồng ba lời thề sẽ đuổi lấp sông ta nguyện theo nhau cho thank you.